có gì to nó kia ấy. Đấy, cái đó. Lấy cái mặt Khánh nữa đó. Để lấy Khánh, Khánh quay quay nguyên qua lại. Nó chân kia ơi. Cuối cùng là cái đây. Mở cửa cho mà lấy, đâu cho mà lấy. Kéo đúng cái này. Thôi đi, chuyện đồ mới gì chú ơi. Làm ra làm ron. Rôm hả? Lần đầu tiên là con lần tôi không có đi làm rôm đấy. Cái thằng người bắt, cái thằng người bắt từ sống là lâu lắm. À. Mình lọt hay là mình bầm bầm chung. Để ý cái bầm non. Bầm nhuyễn hả? Chắc cái đầu bỏ, một mắt buộc bỏ là bầm nhuyễn. Rồi mình là bỏ vô mắt sai sai chú ơi. Mắt sai sai có bị nha. Là mắt sai nên sai bị lắm. Ồ, rất được. Mắt không biết tìm đâu nên mày kẹt nhưng mà chở một đẹp phút là lâu như vậy đây. Lần thử lọ thử con là đây là món rôm buổi chiều để khách do ở mùa biển cho nên là giao thức được nó không được sạch sẽ lắm và chỉ lùng chỉ biến sơ sau đó về nhà để mình làm lại. Đây là cũng muốn làm được tiên mình luôn à, cháy không à, mình thấy đang có đây rất là ngon mà. À, giờ đã trong vòng 5 phút mình đã lọ và xong có là rất là tươi. Giờ là bắt đầu mình sẽ xếp con vào bàn để làm món ron cho chiều nay ạ.
xong. Bây giờ là vào xôi và bỏ vào thôi. Và chuẩn bị trong vòng 2 phút để có muối gừng. Thơm thơm dịu dịu dịu. Cái cơm gôm lại không giờ là để đưa được. Cứ gôm là thấy hết, gôm là thấy hết. Tao mình sốc cái này đỏ nha. Thì có thôi. À, cái này là... Nó là cái điểm đó. Đỏ hấp dẫn luôn. Đỏ thì hấp dẫn mà nó lại là lông công phu lắm. Đây nè, đỏ đang không xong. Ô mày. Chịu dài mà nào. Ông nhận thế nào anh? Không. Dùng những cá mà định bước đi đó, người ta tay khánh rồi nó sót rồi. À, định bước đi ra. À, nhưng mà vì là bàm bàm thêm xí rồi đỏ. Gấp qua khúc này. Dầu muốn xịt cũng lắm.